Book và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối. Giờ Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con tu nữ tịnh hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2020 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay: giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng. Bài kinh, bài 78, kinh Samana Mandika Sutta, phân đoạn 366 đến 372 sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Gia. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, bài học hôm nay là Trung Bộ Kinh, bài kinh 78, kinh Samana Mandika, Samana Mandika Sutta, phân đoạn 366 đến 372 sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Và dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Siêu từ bi dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Nam mô Bố Tha Gia. Dạ, Nam mô Bố Tha Gia. Dạ, con không thấy có Thượng tọa Tài Siêu ở trong room. Dạ, chúng con kính cung, dạ con mới thấy Thượng tọa Tài Siêu đã vào room rồi. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tài Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Gia. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư Thiên Vương đệ tử Phật.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh cũng tương đối là ý nghĩa dài. Bài kinh này gọi là Samana Mandika Sutta. Ở đây chúng ta cũng cần nên biết là những cái danh từ mà bây giờ chúng ta gọi danh từ Phật học, thí dụ như là sa môn hạnh hay là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, vân vân, thân ác, khẩu ác, ý ác, tất cả những cái từ nó có liên quan đến cái đời sống của một người tu tập đó. Thì vì ở trong cái bối cảnh hiện tại của Ấn Độ vào thời Đức Phật, trước thời Đức Phật, Ấn Độ là một cái nôi văn hóa về tôn giáo, tín ngưỡng tôn giáo, mà nơi đó đời sống của dân chúng họ đặt nặng về cái vấn đề tu tập, làm đạo sĩ, làm du sĩ, làm vị sa môn. Do đó cho nên có những vị du sĩ, có những sa môn mà họ chủ trương, họ có quan điểm cái điều này điều nọ, chúng ta nghe cái từ đó, thậm chí họ cũng dùng cái, có khi họ luận về cái từ A-la-hán, về cái từ Như Lai chẳng hạn. Cho nên khi mà chúng ta nghe như vậy là chúng ta phải biết bối cảnh Ấn Độ lúc bây giờ nó là như vậy. Bởi vậy cho nên khi mà đệ tử của Đức Phật mà có dịp đi đến, đi đến ghé ngang qua cái vườn du sĩ, thì các du sĩ đó biết người này là đệ tử của Samukotama, cho nên họ mới đưa lên những cái quan điểm, những cái pháp của họ. Thì cái vị cư sĩ này hay vị tỳ kheo này sẽ trở về và bạch với Đức Phật, nhân đó Đức Phật người thuyết pháp. Thì ngày hôm nay cũng tương tự như vậy, là Samana Mandika Putta là một vị tên của vị du sĩ. Người du sĩ này có cái quan điểm về sa môn hạnh, thành tựu sa môn hạnh. Thì khi mà người thợ mộc đệ tử của Đức Phật gọi là Pachacanga, ông thợ mộc này nghe như vậy ông không có quan hỷ, cũng như không có bác bỏ, im lặng đi về bạch hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới thuyết cho ông thợ mộc nghe về cái pháp mà được gọi là thành tựu sa môn hạnh tối thắng. Còn bốn cái pháp kia nếu mở thành tựu như vậy thì ngài đưa một cái hình ảnh ví dụ để phủ nhận. Thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe về kinh này do Thượng Tọa đang giảng giải. Và bây giờ trước nhất thì sư xin mời cô Tịnh Hạnh, cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh văn của bài kinh. Sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa tự nguyện. Thượng Tọa Pháp Đăng, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ xá thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con. Dạ, con xin đọc chánh văn bài kinh 78, kinh Samana Mandika. Samana Mandika Sutta, phân đoạn 366 đến 372.
Tên bài kinh lấy du sĩ ngoại đạo Samana Mandika Bức Tá là điều thú vị là mặc dù tên kinh lấy từ tên của vị ấy, nhưng hình ảnh vị này tương đối khá mờ nhạt trong toàn bộ bài kinh. Du sĩ ngoại đạo Samana Mandika Bức Tá, du sĩ Panchakanya, một đệ tử Phật, về bốn pháp tác thành đối tượng sa môn quả là không tân ác, không thân ác, không khẩu ác, không ý ác, không tà mạn. Cư sĩ Panchakanya nghe xong đi diện kiến Đức Phật và thuật lại quan điểm của vị du sĩ ngoại đạo. Đức Phật dạy rằng nói như vậy rất phiến diện về đời sống phạm hạnh, vì một đứa trẻ hồn nhiên vô tội có thể có đủ bốn điều đó nhưng không thể nói thành tựu sa môn hạnh. Rồi bậc đạo sư dạy thế nào là sa môn hạnh thật sự. Samana Mandika Putta có nghĩa là con của Samana Mandika, có tên thật là Ugya Hamana. Không có nhiều chi tiết trong kinh về người này. Bằng Chá Cam Giá là thợ mộc làm việc cho vua Pasena Đi để đề cập trong một bài kinh trước. 366. Quan điểm thế nào là sa môn hạnh tối thượng của một du sĩ ngoại giáo? Vị này quan điểm đơn giản về sa môn hạnh là không làm ba nghiệp ác và không sinh kế tà vại. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi, xá vệ Chetawana, kỳ viên, tại tỉnh xá của Anathabindika, ăn cắp cô độc. Lúc bấy giờ, du sĩ Ugyahamana, con của Samana Mandika, trú ở tỉnh xá của Manlika, tại Ekasalaka, có hàng cây tiên đú cá bao quanh, được xây dựng để tranh luận cùng với đại chúng du sĩ khoảng 300 vị. Rồi thợ mộc Banh Chắc Canh Giá vào buổi sáng sớm đi ra khỏi Sawatthi để yến kiến Thế Tôn. Thợ mộc Banh Chắc Canh Giá suy nghĩ, nay không phải thời để yến kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang an tịnh thuyền tọa. Cũng không phải thời để yến kiến các vị tỳ kheo đang tu dưỡng tâm ý. Các vị tỳ kheo đang an tịnh thuyền tọa. Ta hãy đi đến tỉnh xá của Manlika tại Ekasalaka, có hàng cây tiên đú cá bao quanh, được xây dựng để tranh luận. Đi đến du sĩ Ugyahamana, con của Samana Mandika, rồi thợ mộc Banh Chắc Căn Giá đi đến tỉnh xá của Manlika tại Ekasalaka, có hàng cây tiên đú cá bao quanh, được xây dựng để tranh luận. Lúc bấy giờ du sĩ Ugyahamana, con của Samana Mandika, đang ngồi với đại chúng du sĩ, đang lớn tiếng, tạc cao tiếng, to tiếng, bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm như vương luận, tặc luận, đại thần luận, binh luận, bố úy luận, chiến đấu luận, thực luận, ẩm luận, y luận, sàng luận, hoa mang luận, hương liệu luận, thân tập luận, xa thừa luận, thôn luận, trấn luận, thị luận, quốc độ luận, phụ nữ luận, anh hùng luận, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, tạp thoại luận, thế giới luận, hải dương luận, hiện hữu vô biện hữu luận. Du sĩ Ugyahamana, con của Samana Mandika, thấy thợ mộc Banh Chắc Canh Giá từ xa đi đến, thấy vậy liền khuyến cáo chúng của mình. Các tôn giả hãy nhỏ tiếng, các tôn giả hãy lặng tiếng. Nay thợ mộc Banh Chắc Canh Giá, đệ tử của Sa môn Gotama đang đến. Khi nào các đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Sa môn Gotama trú ở Sawatthi, thời thợ mộc Banh Chắc Canh Giá là một trong những vị ấy. Các vị tôn giả ấy ưa mến an tịnh, được tu tập về an tịnh, tán thán an tịnh. Nếu biết chúng này an tịnh, có thể ghé tại đây. Rồi các du sĩ ấy đều im lặng. Thợ mộc Banh Chắc Canh Giá đi đến du sĩ Ugyahamana, con của Samana Mandika. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với du sĩ Ugyahamana, con của Samana Mandika. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Du sĩ Ugyahamana nói với thợ mộc Banh Chắc Canh Giá đang ngồi một bên. Này thợ mộc, ta chủ trương rằng một người thành tựu bốn pháp, người ấy sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc sa môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng.
Thế nào là bốn? Ở đây, này thợ mộc, không làm ác nghiệp về thân, không nói lời ác, không tư duy ác tư duy, không sinh sống bằng nếp sống ác. Này thợ mộc, ta chủ trương rằng một người nào thành tựu bốn pháp này, người ấy sẽ được thiện cụ túc, thiện tối tha, là sa môn thành đạt tối thượng vô năng thắng. Rồi thợ mộc băng chắc căn giá không hoan hỷ, không kích bác lời nói của du sĩ Út Gia Há Ma Ná, con của Sá Ma Ná Măng đi cá, không hoan hỷ, không kích bác, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi với ý nghĩ: từ Thế Tôn, ta sẽ bị ý nghĩ lời nói này. Rồi thợ mộc băng chắc căn giá đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thợ mộc băng chắc căn giá thưa lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện giữa mình với du sĩ Út Gia Há Ma Ná, con của Sá Ma Ná Măng Đí Ca. Khi nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với thợ mộc băng chắc căn giá: 367. Đức Phật đã nói về quan điểm của Sá Ma Ná Măng Đí Ca Bút Tá. Khi thợ mộc băng chắc căn giá thuật lại với Đức Phật về quan điểm của du sĩ ngoại đạo, bậc đạo sư đã dạy rằng đó là cái nhìn rất phiến diện. Kinh văn: nếu sự tình là như vậy, thời một đứa con nít còn bé nhỏ, vô trí, nằm ngửa, sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc sa môn thành đạt tối thượng, là bậc vô năng thắng, đúng như lời du sĩ Út Gia Há Ma Ná, con của Sá Ma Ná Măng Đí Ca. Này thợ mộc, đối với đứa con nít nhỏ bé, vô trí, nằm ngửa, không có nghĩ, đây là thân, từ đâu nó có thể làm ác nghiệp về thân, trừ ra chỉ biết quơ tay quơ chân. Này thợ mộc, đối với đứa con nít nhỏ bé, vô trí, nằm ngửa, không có nghĩ, đây là lời nói, từ đâu nó có thể làm ác nghiệp về lời nói, trừ ra chỉ biết khóc. Này thợ mộc, đối với đứa con nít nhỏ bé, vô trí, nằm ngửa, không có nghĩ, đây là tư duy, từ đâu nó có thể tư duy ác tư duy, trừ ra chỉ biết bập bè. Này thợ mộc, đối với đứa con nít nhỏ bé, vô trí, nằm ngửa, không có nghĩ, đây là nghề sinh sống, từ đâu nó có thể sinh sống bằng nếp ác, trừ ra chỉ biết bú sữa mẹ. Nếu sự tình là vậy, này thợ mộc, thời một đứa con nít còn bé nhỏ, vô trí, nằm ngửa, sẽ được thiện cụ thúc, thiện tối thắng, là bậc sa môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng, đúng như lời du sĩ Út Gia Há Ma Ná, con của Sá Ma Ná Măng Đí Ca. 368. Pháp tắc thành sa môn hạnh theo lời dạy của Đức Phật. Trước hết cần ý thức rõ ràng thế nào là pháp bất thiện giới, thế nào là thiện giới, những pháp ấy sanh từ đâu, thế nào là sự đoạn tận, không dư tàn các pháp ấy, và sau cùng phương cách đoạn trừ. Kinh văn: này thợ mộc, ta chủ trương rằng một người thành tựu bốn pháp, người ấy sẽ không được thiện cụ túc, thiện tối thắng, không là bậc sa môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng. Và như vậy, để xác chứng đứa con nít bé nhỏ, vô trí nằm ngửa này, thế nào là bốn? Ở đây, này thợ mộc, không làm ác nghiệp về thân, không nói lời ác ngữ, không tư duy ác tư duy, không sinh sống bằng nếp sống ác. Này thợ mộc, ta chủ trương rằng một người thành tựu bốn pháp này, người ấy sẽ không được thiện cụ túc, thiện tối thắng, không là bậc sa môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng. Này thợ mộc, ta chủ trương rằng một người thành tựu mười pháp, người ấy sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc sa môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng. Ta nói rằng những pháp này, này thợ mộc, cần phải được người ấy hiểu là những bất thiện giới. Ta nói rằng, này thợ mộc, những bất thiện giới cần phải được người ấy hiểu là từ đây sanh. Ito Samutha Ná. Ta nói rằng, thợ mộc, ở đây cần phải được người ấy hiểu là những bất thiện giới được diệt trừ, không có dư tàn. Ta nói rằng, này thợ mộc, cần phải được người ấy hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bất thiện giới. Ta nói rằng, này thợ mộc, những pháp này cần phải được người ấy hiểu là những thiện giới. Ta nói rằng, này thợ mộc, những thiện giới cần phải được người ấy hiểu là từ đây sanh. Ta nói rằng, này thợ mộc, ở đây cần phải được
được người ấy hiểu là những thiện giới được diệt trừ không có dư tàn. Ta nói rằng, này thợ mộc, cần phải được người ấy hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các thiện giới. Ta nói rằng, này thợ mộc, những pháp này cần phải được người ấy hiểu là những bất thiện tư duy. Ta nói rằng, này thợ mộc, cần phải được người ấy hiểu là những bất thiện tư duy từ nơi đây sanh. Ta nói rằng, này thợ mộc, ở đây cần phải được người ấy hiểu các bất thiện tư duy được diệt trừ không có dư tàn. Ta nói rằng, này thợ mộc, cần phải được người ấy hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bất thiện tư duy. Ta nói rằng, này thợ mộc, những pháp này cần phải được người ấy hiểu là những thiện tư duy. Ta nói rằng, này thợ mộc, cần phải được người ấy hiểu là những thiện tư duy từ nơi đây sanh. Ta nói rằng, này thợ mộc, ở đây cần phải được người ấy hiểu là các thiện tư duy được trừ diệt không có dư tàn. Ta nói rằng, này thợ mộc, cần phải được người ấy hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các thiện tư duy. 369. Cái nhìn toàn diện về bất thiện giới. Gọi là bất thiện giới bao gồm sở hành bất thiện, căn cội phiền não. Để gọi là thật sự hiểu biết về bất thiện giới, phải hiểu rõ phương thức đoạn trừ bất thiện pháp. Kinh văn: Và này thợ mộc, thế nào là bất thiện giới? Thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, nếp sống ác. Những pháp này, này thợ mộc, được gọi là bất thiện giới. Và này thợ mộc, những bất thiện giới này sanh khởi như thế nào? Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến. Cần phải trả lời từ tâm sanh khởi. Thế nào là tâm? Tâm có nhiều loại, đa chủng, sai biệt. Tâm có tham, có sân, có si. Từ đây những bất thiện giới sanh khởi. Và này thở mộc, những bất thiện giới này từ đâu được trừ diệt, không có dư tàn. Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, này thở mộc, một tỷ kheo sau khi đoạn trừ thân ác hạnh, tu tập thân thiện hạnh. Sau khi đoạn trừ khẩu ác hạnh, tu tập khẩu thiện hạnh. Sau khi đoạn trừ ý ác hạnh, tu tập ý thiện hạnh. Sau khi đoạn trừ nếp sống ác, sinh sống với nếp sống chánh. Ở đây, những bất thiện giới ấy được trừ diệt không có tàn dư. Thực hành như thế nào? Này thợ mộc, là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bất thiện giới. Ở đây, này thợ mộc, vị tỷ kheo khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sắc tấn tâm, khiến cho các ác, bất thiện pháp, từ trước chưa sanh không được sanh khởi, khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sắc tấn tâm, khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt, khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sắc tấn tâm, khiến cho các thiện pháp chưa sanh nay được sanh khởi, khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sắc tấn tâm, khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể duy trì, không có mơ hồ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Sự thực hành như vậy, này thở mộc, là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bất thiện giới. 370. Cái nhìn toàn diện về thiện giới. Phạm trù của thiện bao gồm sở hành hiền thiện, căn cội tâm thiện và phương cách huân tu thiện pháp. Kinh văn: Và này thợ mộc, thế nào là thiện giới? Thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, nếp sống thanh tịnh mạng. Những pháp này, này thợ mộc, được gọi là thiện giới. Và này thợ mộc, những thiện giới này sanh khởi như thế nào? Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến. Cần phải trả lời là tự tâm sanh khởi. Thế nào là tâm? Tâm có nhiều loại, đa chủng, sai biệt, tâm không tham, không sân, không si, từ đây những thiện giới sanh khởi. Và này thợ mộc, những thiện giới này từ đâu được trừ diệt, không có dư tàn, sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây vị tỳ kheo có giới hành và không chấp trước giới, Sīlamāyo, và vị này như thật tệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây có những thiện giới ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Thực hành như thế nào? Này thợ mộc,
là sự thực hành đưa đến trừ diệt các thiện giới. Ở đây, này thợ mộc, vị tỷ kheo khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấm tâm, khiến cho các ác, bất thiện pháp, chưa sanh không được sanh khởi, khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt, khiến cho các thiện pháp chưa sanh, nay được sanh khởi, khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể duy trì, không có mơ hồ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Sự thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các thiện giới. Ba bảy một, nên hiểu thế nào về bất thiện tư duy? Bất thiện tư duy cũng cần được nhìn qua ba khía cạnh: trạng thái, nhân sanh và phương cách đoạn diệt. Kinh văn: và này thở mộc, thế nào là bất thiện tư duy, dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy? Pháp này, này thở mộc, được gọi là bất thiện tư duy. Và này thở mộc, những bất thiện tư duy này sanh khởi như thế nào? Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến. Cần phải trả lời là từ tưởng sanh khởi. Thế nào là tưởng? Tưởng có nhiều loại, đa chủng, sai biệt, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Từ đấy, những bất thiện tư duy sanh khởi. Và này thợ mộc, những bất thiện tư duy này từ đâu được trừ diệt? Không có dư tàn, sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, này thợ mộc, vị tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ. Ở đây, những bất thiện tư duy được trừ diệt, không có dư tàn. Và sự thực hành như thế nào? Này thợ mộc, là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bất thiện tư duy. Ở đây, vị tỷ kheo khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, khiến cho các ác bất thiện pháp chưa sanh không được sanh khởi, khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt, khiến cho các thiện pháp chưa sanh nay được sanh khởi, khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể duy trì, không có mơ hồ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập viên mãn. Sự thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bất thiện tư duy. 372. Nên hiểu thế nào về thiện tư duy? Thiện tư duy cũng cần được nhìn qua ba khía cạnh: trạng thái, nhân sanh và phương cách phát triển. Kinh văn: này thở mộc, thế nào là thiện tư duy? Ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy. Những pháp này, này thở mộc, được gọi là thiện tư duy. Và này thợ mộc, những thiện tư duy này sanh khởi như thế nào? Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến. Cần phải trả lời là từ tưởng sanh khởi. Thế nào là tưởng? Tưởng có nhiều loại, đa chủng, sai biệt, ly dục tưởng, vô sân tưởng, bất hại tưởng. Từ đấy sanh khởi những hiện thiện, là những thiện tư duy. Và này thợ mộc, những thiện tư duy này từ đâu được diệt, không có dư tàn, sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, này thợ mộc, vị tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ở đây, những thiện tư duy ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Và sự thực hành như thế nào? Này thợ mộc, là sự thực hành đưa đến diệt trừ các thiện tư duy. Ở đây, tỷ kheo khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, khiến cho các ác bất thiện pháp chưa sanh, không có sanh khởi, khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt, khiến cho các thiện pháp chưa sanh nay được sanh khởi, khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể duy trì, không có mơ hồ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Sự thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các thiện tư duy. 373. Sa môn quả tối thượng.
Một người tu tập đạt đến cảnh giới tối thượng theo lời Phật dạy là thành tựu viên mãn tám thánh đạo cùng với chánh trí và chánh giải thoát. Kinh văn: Và này thợ mộc, ta chủ trương rằng một người thành tựu 10 pháp này, người ấy được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc sa môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng. Ở đây, này thợ mộc, vị tỷ kheo thành tựu vô học chánh tri kiến, thành tựu vô học chánh tư duy, thành tựu vô học chánh ngữ, thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô học chánh tinh tấn, thành tựu vô học chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, thành tựu vô học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát. Này thợ mộc, ta chủ trương rằng một người thành tựu 10 pháp này sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc sa môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, thợ mộc ban chắc căn giá quan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn. Lời Thế Tôn dạy, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Nhà chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài kinh vừa đọc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính lễ Thượng Tòa Thị Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Tề Tri cùng với Sư Nguyên Thông. Kính chào quý bà, cô từ nữ, thần chào quý Phật tử. Bữa hôm nay thì mình học cái bài kinh Trung Bộ. Thưa Tòa Pháp Đăng khoan hỷ, xem lại mình. Thưa quý vị, Thưa Tòa Pháp Đăng đã rất biết rồi. Trong lúc chờ đợi Thưa Tòa Pháp Đăng trở lại thì chúng tôi xin được tiếp lời. Và khi nào, Thưa Tòa Pháp Đăng đã trở lại rồi, kính thính Thưa Tòa Pháp Đăng không biết. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Cái đường nét lúc này nó hơi bị yếu không quý vị? Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, trong cái bài Trung Bộ số 78, Kinh Samana Mandika, Sutta, thì ở trên này đó thì chúng ta thấy về như là lời dẫn nhập của Ngài Thượng Tọa Tỳ Siêu, là nói về những cái vị du sĩ. Và cái vị phu sĩ này có cái tên giống như tựa như cái bài tên kinh, nhưng mà cái hình ảnh vị này đó thì vị này nói lên cái pháp của du sĩ để gọi là thành tựu sa môn, nói về cái thân không làm ác, không khẩu không ác và ý không ác, không tà mạn. Thì cái người thợ mộc bên trái đã nghe và đem cái việc này để thưa với Đức Phật, và Đức Phật ngài dạy. Và trong cái sự dạy của Đức Phật đó thì chúng ta nên hiểu như là cái bài kệ mà của chư Phật vậy đó. Chư ác mà tác, cái chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa là chúng ta không làm việc ác, nhưng mà chúng ta phải làm việc lành. Thì thường đó thì quý vị biết rằng cái việc ác á, là như là thân ác, khẩu ác, ý ác đó. Thì khi mà chúng ta biết cái ác đó, nó cũng sanh từ ở trong tâm. Và cái thiện đó, sanh trong tâm. Và khi mình vượt qua thiện ác đó thì mình mới thành tựu được đạo quả A-la-hán, mà chúng ta gọi là sử dụng cái tâm tố. Và cái tâm của chúng ta sanh đó, thì nó cũng có bốn danh quẩn đồng sanh, đó là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì chúng ta hiểu rằng cái tâm đó, thì ở trong cái bài kinh này nói có nhiều thứ, nhiều loại.
Thì thường thì chúng ta học ở Trung Bộ Kinh, nhờ chúng ta học ở Vi Diệu Pháp, thì chúng ta biết rằng những cái tâm thiện ác á, và những cái tâm vô nhân, những cái tâm như chúng ta thấy tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, hai tâm si có si hoài nghi, si phóng dật, rồi có 18 tâm vô nhân là bảy tâm quả thiện vô nhân, tám tâm quả, bảy tâm quả bất thiện vô nhân, tám tâm quả thiện vô nhân và ba tâm duy tác vô nhân. Cũng như chúng ta thấy 24 tâm dục giới tịnh hảo đó, trong đó có 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo và 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Thì nói như vậy để chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài nói có nhiều thứ tâm. Như vậy đó thì chúng ta hiểu cái tâm nào làm việc tu tập, cái tâm nào cần phải đoạn trừ. Đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Đó là cái tâm mà cần phải được đoạn trừ. Và cái tâm cần tu tập đó là chúng ta phải tu tập cái tâm thiện dục giới hợp trí, để nó làm việc bố thí, hay là trì giới, hay là tu thiền, hay là cung kính, hay là phục vụ, hay là thính pháp, thuyết pháp, hay là cải chánh tri kiến. Như vậy thì hồi phước tùy hỷ phước. Vì cái tâm thiện đó nó có ba nhân lành, đó là vô tham, vô sân và trí tuệ. Còn cái tâm bất thiện đó thì nó ở trong những cái tâm, những cái nhân bất thiện. Như là tám tâm tham thì có nhân bất thiện là tham, tà kiến, ngã mạn. Nhân tham là sở hữu tham. Còn hai tâm sân á, thì nó có nhân sân, đó là sân tật lẫn hối ở trong những cái sở hữu bất thiện. Đó là 14 sở hữu bất thiện, trong đó có 4 sở hữu sân phần. Và những cái tâm bất thiện hữu trợ đó, nó có hai cái sở hữu hôn phần, đó là hôn trầm thị miên, đi trong những năm tâm bất thiện hữu trợ. Và có một cái tâm si hoài nghi đó, thì nó có sở hữu hoài nghi đi chung vô. Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài nói tâm có nhiều loại đó. Thì những cái tâm bất thiện đó cũng ở trong tâm của chúng ta, nên chúng ta làm việc ác được. Và có tâm thiện ở trong tâm của chúng ta, nên chúng ta tu tập được. Và có cái tâm vượt khỏi thiện ác, đó là cái tâm duy tác, đó là vị Phật A-la-hán chánh đẳng giác, A-la-hán độc giác, là A-la-hán kinh văn giác. Nên Đức Phật Ngài nói tâm có nhiều loại là như vậy. Nói chung á, khi mà nói đến tâm tham á, thì mình biết rằng tám tâm tham, cái tâm tham nó sanh khởi từ con mắt của chúng ta, từ cái lỗ tai chúng ta, từ cái lỗ mũi, từ miệng, từ thân, từ tâm. Ví dụ mình thấy khi mình nói cái tâm tham nó sanh từ mắt á, là khi mà chúng ta thấy cái vật thực. Ví dụ chúng ta nghe cái câu chuyện vị Sa Di đó, được thỉnh mời đến trai tăng với vị hòa thượng của mình. Nhưng khi vị đã thấy được cái món cà ri đó, với món cà ri nấu, những cái hương vị cà ri nó bay mùi lên, và vị đó tưởng nhớ lại cái món cà ri mà lúc mà mình còn cư sĩ, mẹ của mình nấu và mình thích ăn cái đó, nên vị đó khởi cái tâm tham dính mắc vào cái món cà ri đó. Như vậy thì thường thường chúng ta thấy những người khi mà họ tham đó, khi họ thấy rồi đó thì họ dòm qua dòm lại. Chúng ta thấy thường thường những cái người trộm cắp hay người móc túi đó, họ thấy tiền rồi thì họ dòm qua dòm lại, họ tìm cách họ móc. Như vậy á, tham đó, nó sanh từ con mắt. Rồi tham sanh từ cái tai. Chúng ta nghe người ta nói về một cái người phụ nữ đẹp, hay là người nam có cái thể hình đẹp, hay là chúng ta nghe chỗ đó có vàng bạc châu báu, chỗ đó có món nữ trang, có nhiều cái hương liệu, có nhiều ngọc ngà châu báu, có nhiều cái này kia nọ đó, thì chúng ta khởi lên cái tâm tham. Chúng ta thấy cũng như là cái vị tỳ khu mà gặp nàng, nghe cái tên của nàng Sirima mà từ vị tỳ khu khác kể lại đó, thì vị này đã khởi lên cái tâm muốn đến gặp. Và khi gặp rồi, vị này thấy hình ảnh của nàng Sirima thì vị này lại bị vướng mắc vào cái tâm, và phải chờ một thời gian Đức Phật Ngài thuyết giảng. Khi mà nàng Sirima chết đi rồi sình lên sợp xuống, và cái cuộc đấu giá với cái thân thể đó được Đức Vua chủ trì và Đức Phật Ngài hỏi. Và cuối cùng thì cho người ta cũng không dám lấy cái thân này về. Khi một người đã chết rồi, cái thân này nó sẽ bị biến hoại, nó sẽ sình lên sợp xuống và nó sẽ tiêu tan. Như vậy thì chúng ta thấy cũng từ cái sự nghe của chúng ta. Chúng ta nghe một cái... Thường thường quý vị thấy con người chúng ta nghe tin tức nhiều cái việc xấu đó, thì chúng ta mất cái thiện tâm. Nếu mà chúng ta không khéo suy nghĩ, thì thường thường Đức Phật Ngài đã dạy chính xác đó, là nghe một người nói mà không khéo suy nghĩ
mình sanh lên tà kiến. Và nghe một người nói chánh pháp và khéo suy nghĩ, mình sanh lên chánh kiến. Như vậy thì chúng ta biết cái tâm nó có nhiều thứ như vậy. Và khi mà nói đến tâm tham là cái tâm bất thiện, nó điều khiển mắt tai mũi lưỡi thân tâm chúng ta đó, làm những cái việc tham ác, mà thường thường mình gọi là tham, nó làm việc từ thân, là việc trộm cắp hay là việc tà dâm hay là việc sắc sanh. Còn khi tham nó khởi lên từ miệng của chúng ta đó, thì nó có những cái lời nói phẫn nộ như là nói ác, nó có những cái sự phẫn nộ như là nói đâm thọc, gây chia rẽ, hay là nói dối để mình muốn chiếm đoạt cái vật đó, nói thiêu dệt để người ta hiểu sai, thì cái đó nó cũng là một cái trạng thái của những cái tâm bất thiện. Như vậy thì Đức Phật ngày nói được đứa bé khi mà nó nằm thì nó đâu có thân làm ác, cái thân của nó đó nó nằm, nó chỉ chờ khóc vậy thôi. Rồi miệng của nó chỉ có ẹo thôi, và nó không có làm cái nghề nuôi mạng gì ác hết, ý cũng không có nghĩ gì, nó chỉ có đói khát đó, nó khóc vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật này nói như vậy đó, thì để nói du sĩ ngoại đạo đó, nói như vậy đó, thì những cái đứa con nít đó, nó cũng vẫn có những cái pháp như vậy. Như vậy là nói đến sa môn tối thắng đó, thì những đứa nít như vậy nó cũng là những sa môn tối thắng. Còn Đức Phật khi mà Ngài nói á, thì Ngài phân biệt được cái tâm của chúng ta. Con người chúng ta có những cái tâm tốt và những cái tâm xấu. Tâm mà làm vị Phật chánh đẳng giác hay độc giác hay tinh văn giác đó, là cái tâm duy tác. Cái tâm duy tác á, nó cũng giống như cái tâm thiện dục giới mà chúng ta học trong vi diệu pháp á. Tâm thiện dục giới nó cũng làm 10 việc, và cái tâm duy tác nó cũng làm 10 việc. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta thấy một vị A-la-hán đó, các ngài cũng vẫn làm việc bố thí. Hoặc là khích lệ người ta thuyết giảng cho người ta bố thí, hoặc là vẫn làm việc trì giới, mà đây là thánh giới chứ không phải là cái giới phàm nhân nữa. Rồi cũng vẫn tu thiền, vẫn tính pháp, nghe Đức Phật ngày thuyết pháp, và cũng thuyết pháp cho chúng sanh nghe. Rồi cũng tu thiền, rồi cũng cung kính các vị trưởng lão, cung kính Đức Phật, rồi cũng phục vụ tam bảo, hoặc là phục vụ cho bậc đạo sư hay là vị thầy tổ. Rồi cũng hồi hướng phước. Mình hồi hướng phước ở đây chúng ta thấy như là Ngài Sắc Lợi Phất, Ngài đi cất thực, và Ngài cũng hồi hướng phước cho cái hương linh, những cái hương nào mà người thân hay là nhân danh cái vị đó mà mình có bậc thực, mình cho cái hương linh đó để cúng dường cho chư tăng. Nó cũng là cách để chia những cái công đức mà từ cái sự đi cất thực của mình, vật thực của mình có, để cúng dường đến tăng bảo, để hồi hướng phước. Mình nói chung là bằng cái cách là mình nói cho chứ hương linh đó làm những cái việc này, tự thân mình dâng, mà mình tác ý là cái phần này là của phần của hương linh, như lời Thượng Tọa Đề Xuyên thường nhắc nhở. Thì chúng ta cũng hiểu rằng những cái việc mà mình làm cho người thân của mình đó, những cái người thân quá giảng thì họ không có cái vật thực của người sống, cái người đời ăn, hay là cho những vật sa môn thọ dụng, bốn món một dụng, vì cái loại mà những cái loại ngã quỷ đó, đói khát như vậy đó, thì cái vật thực họ không có, nước uống, cơm ăn, bánh trái họ không có, y phục họ đói khát trần truồng như vậy. Nên những cái người thân đó, những người này làm những cái việc thiện, nhân danh ông bà cha mẹ, nhân danh cái người quá giảng để mình làm việc thiện, và cái việc này của người đó làm, và người đó được cái phước do chư tăng xuống nguyện. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng một cái việc, những cái việc mà thiện đó cũng từ tâm của chúng ta, mình tác động cái tâm người khác. Ví dụ mình thường thấy đó, mình gọi thân trợ đó, ví dụ mình làm việc thiện đó, cái người kia họ thấy mình làm họ cũng làm theo. Hoặc là khẩu trợ là mình khích lệ người ta, mình nói người ta, khuyên giải người ta để người ta làm được cái việc thiện. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cũng là cái tâm của chúng ta, và khi mà cái tâm chúng ta có chánh kiến, có chánh kiến là cái tâm thiện hợp trí đó, thấy được cái thiện nghiệp, ác nghiệp, nó đưa đến cái quả ác, quả thiện, như là trong cái bài Kinh 40 Đại Pháp đó, có những cái thiện nó đưa đến sanh y, có những cái thiện đưa đến đạo chi, có những cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định đó, nó đưa đến sanh y và đưa đến đạo chi. Sanh y là mình tạo những cái thiện nghiệp mà để đưa đến sanh vào cõi trời người, đó là gọi là sanh y.
Và cái thiện nghiệp đó nó đủ cái khả năng á, thì nó đưa đến đạo chi, là mình chứng đắc đạo quả. Và thường thì chúng ta biết đó, Phật nói với cái tâm đó, thì chúng ta hiểu cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ để chúng ta thiền, hoặc là làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập để chúng ta đắc đạo quả. Và cái tâm thiện nó có nhân của vô tham, vô sân và trí tuệ. Và nó có tưởng những cái sở hữu sanh khởi đó. Ví dụ chúng ta thấy do mắt và cảnh sắc đó, thì cái biết được cảnh sắc đó là nhãn thức. Do cái cảnh sắc xúc chạm vào mắt của chúng ta gọi là nhãn xúc. Rồi từ nhãn xúc đó nó sanh lên một cái loại cảm thọ, mà chúng ta gọi là thọ, sanh từ con mắt đó, gọi là nhãn thọ. Thọ đó nó sẽ có một cái loại tưởng sanh lên gọi là sắc tưởng. Sắc tưởng này để phân biệt, ví dụ mình nhìn cái đó, cái ly đó thì nó khác với cái tô, cái chén, do mình đã được nghe dạy cái này là cái bát này con, cái này là cái tô này con, cái này là cái ly này con, cái này là cái bình này con. Thì khi mà cái tưởng đó, cái sắc tưởng đó là do mắt nhìn thấy nhãn thọ sanh khởi đó, thì cái sắc tưởng đó nó sanh khởi lên, nó phân biệt. Nó phân biệt cái vật này với vật kia. Thì quý vị cũng nghe trong bài kinh nói tưởng cũng có nhiều loại. Tưởng đó nó cũng có nhiều loại. Tưởng đó thì chúng ta biết cái sở hữu tưởng đó là nó đồng sanh. Nếu nó sanh trong tâm thiện thì nó là tốt. Nhưng mà nó sanh trong những cái tâm bất thiện nó là xấu. Nó sanh trong những cái sở hữu đi chung với những sở hữu bất thiện như là si vô tàm vô quý, phóng dật, hoặc là tham tài kiết, hoặc là tham ngã mạng, hoặc là sân hay là tật, hay là sân hay là lận, hay là sân hay hối, hay là sân, hay là cái trạng thái hôn trầm thủy miên, hay là cái loại tâm hoài nghi. Như vậy thì những cái tâm nó sanh khởi đó, nó có những cái cảm thọ sanh khởi, do xúc làm nhân làm duyên nên thọ sanh khởi, do thọ làm nhân làm duyên nên tưởng sanh khởi, đó là mình phân biệt cái thấy. Khi tưởng sanh khởi đó, thì một cái tư, cái tư này á, mà là cái chúng ta hỏi, chúng ta hiểu đó, cái sở hữu tư ở trong mà bảy sở hữu biến hành đó là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tắc ý. Thì cái tư này đó là nghiệp thiện ác mắt. Và ở đây á, có nói đến cái chuyện mà không mơ hồ. Khi mà mắt chúng ta nhìn cái cảnh nào mà mình thấy không rõ đó, nó trở thành lộ ngũ môn nhỏ hay là rất nhỏ. Có nghĩa là cái lộ đó do chúng ta đó làm. Chúng ta nói như vậy để quý vị hiểu nè. Chúng ta nhìn ở ngoài chợ đó, chúng ta thấy nhiều thứ lắm. Nhưng mà chúng ta chú ý cái chỗ nào đó, thì chúng ta nhớ chỗ đó. Nhưng mà những cái chỗ khác đó, chúng ta không có nhớ. Nó không có nhớ. Nên mình gọi là cái tác ý thành lộ nhãn đó, nó gần như là nó không có đủ cái điều kiện. Nhưng mà khi mà mình tác ý đến cái thấy đó, thì nó thành lộ. Nó thành lộ nhãn môn, chót động lực hoặc là chót na cảnh. Nó thành cảnh lớn hay cảnh rất lớn. Thì như vậy nó trở thành cái sở hữu tư đó, nó sẽ có mặt ở trong cái lộ này. Và những cái động lực đó là những cái tâm tham, tâm sân, hay là những động lực đó là những cái tâm thiện dục giới tịnh hảo, hoặc là tâm duy tác dục giới tịnh hảo, hoặc là động lực thiền, năm tâm thiền sắc giới, hoặc là năm tâm duy tác sắc giới, hoặc là động lực thiền vô sắc, như là bốn tâm thiền vô sắc, hay bốn tâm duy tác vô sắc, hoặc là động lực đạo quả đó, thì những cái tâm đạo nó làm việc chứng ngộ được. Khi mắt nhìn thấy. Nên quý vị thấy ở trong cái bài kinh mà hôm trước chúng ta học nói về tôn giả Ba Hí Giá đó. Ba Hí Giá nghe, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi suy nghĩ, thức tri. Thì Đức Phật Ngài nói chỉ như vậy thôi mà vị này đắc chứng đạo quả. Như vậy thì vị này vì quán thấy cái mắt và cảnh sắc là không có người thấy. Thì có mắt và cảnh sắc, rồi do cái cảnh sắc xúc chạm vào mắt, mắt thì biết được cảnh sắc, do cái cảnh sắc xúc chạm vào mắt nên gọi là nhãn xúc, rồi nó sanh lên nhãn thọ, một cái cảm thọ sanh lên từ mắt thấy, rồi nó sanh lên cái sắc tưởng, tưởng là mình phân biệt, mình thấy cái này cái kia, rồi mình cho cái này là đẹp hơn cái kia. Nhưng mà cái người họ thấy, họ chỉ thấy như vậy thôi, và họ thấy rằng chúng sanh hệ lụy, xung đột với nhau về những cái tranh luận á, tranh luận cái này là đúng, cái kia là sai, màu sắc này là đẹp, màu sắc kia là sai đó, là xấu đó, Phật làm như vậy là đúng, còn Phật làm như vậy là sai đó. Thì khi cái tưởng á, nó sanh ra như vậy đó, thì họ sanh ra cái sự xung đột, họ có cái sự xung đột như vậy. Và cái sự xung đột đó nó sẽ dẫn đến cái sự gậy gộc đánh đập,
từ khẩu kiến rồi từ tới thân đụng chạm lẫn nhau. Chúng ta thấy như là dòng họ nội ngoại của Đức Thế Tôn đó, mới đầu chỉ dành nước thôi là rời lời qua tiếng lại. Và khi lời qua tiếng lại như vậy đó mà không có nữa đó, nó tiếp tục nữa đó thì gậy gộc gươm giáo cung tên chuẩn bị bắn giết lẫn nhau. Thì như vậy đó cũng là do cái tâm của dạ con thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Chúng quý Phật tử hoan hỷ kinh nghiệm trong Di Lặc. Hôm nay điểm truyền của Thượng tọa Pháp Tăng có vấn đề đó. Thật ra chúng ta chờ đợi Thượng tọa Pháp Tăng trở lại sau khi gián đoạn. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ được tiếp lời Thượng tọa Pháp Tăng. Thưa vị, đa phần những cái thiện ác hay là sự tu tập thì chúng ta thấy, chúng ta hiểu là chúng ta hiểu cái mặt hình thức ở bên ngoài. Hình thức bên ngoài thì như vậy là thiện, như vậy là ác đó. Thì mình nghĩ rằng mình hiểu đó, mình biết đó. Thực tế thì không có đơn giản như vậy. Chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử rằng dường như là quý Phật tử trong rung cũng có vấn đề và quý vị cũng có vấn đề bị gián đoạn phải không? Ra vô khó thoát, không biết phải không? Dạ. Thì thấy Thượng tọa Pháp đăng vào rồi. Bây giờ để xin Thượng tọa Pháp đăng quan hệ cầm mic lại. Dạ, kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng cầm mic. Hy vọng rằng Thượng tọa Pháp Đăng nghe được và có thể cầm mic được. Xin kính thỉnh Thượng tọa. Thưa vị, Thượng tọa Pháp Đăng cố gắng lắm đi ra đi vào nhưng mà vẫn vẫn khó khăn cầm mic. Đó là cái việc mà to thoát như vậy. Có những ngày nó không giống như mọi ngày. Bây giờ hy vọng rằng Thượng tọa Pháp Đăng có thể nghe và cầm mic được. Cái trình Thượng tọa Pháp Đăng. Lúc chờ đợi thì họ đang trở lại thì chúng tôi xin được nói điều này như là một thí dụ và
sau cái thí dụ đó thì nếu trường hợp cần biết được, chúng ta sẽ thỉnh tòa tiếp tục. Thưa quý vị, thường thường mình sống ở nơi nào, thí dụ như chúng tôi sống ở thành phố Houston, mà người ta có hỏi là có biết ông A và biết bà B hay không, thì mình trả lời là chưa biết. Nhưng mà biết ở mức độ nào? Biết là mình chỉ gặp mặt biết tên. Ồ dạ, dạ kính thưa thưa tòa đó. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Hồi nãy thì không biết té, không biết nhưng mà thôi để cố gắng trình bày quý vị cố ý để ý mà nghe. Thành ra khi mà chúng ta thấy Đức Phật ngày nói với Thợ Mộc Thanh Trá, khi mà ngài nói đến 10 cái pháp để tác thành sa môn đó, thì nó cũng từ ở trong tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta nó có cái sở hữu tầm á. Khi mắt mình nhìn thấy cái vật gì đó nó gọi là sắc tầm. Sắc tầm là hướng cái tâm của mình tới đó. Và nó có một cái sở hữu, nó là sở hữu tứ. Mình gọi là sắc tứ. Nếu ở tai thì mình gọi là thinh tầm, thinh tứ. Ở mũi thì mình gọi là khí tầm, khí tứ. Ở miệng thì mình gọi là vị tầm, vị tứ. Ở thân thì mình gọi là xúc tầm, xúc tứ. Ở tâm thì gọi là pháp tầm, pháp tứ. Tầm là mình hướng tâm tới. Và chúng ta cũng biết rằng cái sở hữu chánh tư duy đó là chính là sở hữu tầm này. Bởi vì khi mình lấy chi pháp đó, sở hữu tầm nó thuộc về chánh tư duy. Nếu mà cái sở hữu tầm này nó sanh trong tâm thiện đó, thì nó thuộc về chánh tư duy, là ly dục tầm, vô hạnh tầm và bất hại tầm. Còn nếu mà nó sanh ở trong cái tâm bất thiện ấy, thì nó có dục tầm là tám tâm tham, nó có hận tầm là hai tâm sân, nó có hại tầm là cũng là những cái tâm sân làm việc hận và hại. Như vậy ấy, thì chúng ta hiểu đó, thì Đức Phật này nói rằng cái bất thiện tầm hay là cái thiện tầm đó, nó cũng tâm trong tâm của chúng ta nó sanh khởi. Và khi mà nó sanh khởi trong tâm của chúng ta đó, thì do cái tâm chúng ta hướng, ví dụ chúng ta thấy pháp tầm là gì, mình thấy cảnh sắc thinh khí vị, bây giờ những cảnh đó mình nhớ lại, mình nhớ lại những cái cảnh sắc thinh khí vị xúc đó, thì mình gọi là pháp tầm. Pháp tầm là mình suy nghĩ, ví dụ mình thấy người đó rồi, bây giờ mình suy nghĩ về người đó, người ta gọi là bệnh tương tư. Thì nó cũng giống như vậy. Khi mà mình thấy một vật gì, bây giờ mình nhớ tưởng đến vật đó. Ví dụ như chúng ta nghe Đức Phật này nói về vị tỳ khưu bữa hôm nay đi khất thực, có một người thiện nam hay tín nữ cúng dường vật thực, bị đó được ăn một loại vật thực thượng vị là cứng lại mềm. Nhưng mà vị đó cũng không nên nghĩ rằng ngày mai ta hãy đi khất thực đường này, ta gặp lại người thiện nam tín nữ này sẽ cúng dường vật thực loại này cho ta ăn. Như vậy thì đó cũng là một cái tầm mà nó liên hệ đến dục tầm. Khi mà mình thấy người ta cúng dường vật thực, mình ăn vật thực đó thượng vị là cứng lại mềm, và cái tâm tham của mình đã sanh khởi. Nên mình mong rằng ngày mai mình sẽ đi khất thực đường này và có cái người tín nữ này họ cúng dường cái vật thực này cho mình ăn. Như vậy thì Đức Phật ngày mới nói rằng cái dục tầm là khi mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, miệng mình nếm và thân mình xúc chạm cái loại vật thực là cứng lại mềm nữa đó. Vừa với cái lòng tham của mình, do lòng tham ngự trị. Như vậy thì cái dục tầm nó sẽ sanh khởi. Nó sẽ sanh khởi cái pháp tầm, pháp tứ đó, cái nghĩa là tâm của mình nó bắt cảnh pháp, là những cái pháp này nó sẽ hướng cái tâm mình suy nghĩ ngày mai mình sẽ gặp lại những người đó, và người đó sẽ cúng dường những cái loại này cho mình ăn, loại này cho mình ăn. Như vậy là cái loại này là loại thượng vị. Khi như vậy đó thì chúng ta hiểu rằng, khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì Đức Phật này đây là những cái tư duy, những cái tư duy được phải được diệt trừ. Vì những cái bất thiện tư duy đó mà nó lớn mạnh đó, thì ở trong kinh Tăng Chi hôm trước chúng ta có học đó, thì cũng có nói Đức Phật này, ví dụ như phẫn đó, thì nó sẽ bốc hơi, mà khi bốc hơi đó, thì ruồi lằn nó sẽ bu đầu. Cũng như vậy, một cái người mà khởi lên cái bất thiện tư duy đó, thì người này cần phải biết và cần phải tìm cái cách để loại trừ cái bất thiện tư duy. Như là trong cái bài kinh Song Tầm đó, có nói về một cái tầm bất thiện thì dùng cái tâm thiện. Tầm thiện giống như lấy cái nêm đánh để rút cái nêm kia ra, rút cái tầm bất thiện ra.
Thì như vậy thì chúng ta thấy ở trong đây đó, thì Đức Phật này vẫn nói chánh kiến là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy là sở hữu tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba sở hữu giới phần ở trong 25 sở hữu tịnh hảo. Thì ba sở hữu giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó trở thành bát chánh đạo là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh tinh tấn là sở hữu cần, bởi vì chúng ta thấy trong sáu sở hữu biệt cảnh nó có tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Thì cái sở hữu cần này đó là cái sự siêng năng tinh tấn để tu tập, siêng năng tinh tấn để bảo trì những cái thiện pháp, siêng năng tu tập và thân cận những bậc hiền nhân, siêng năng loại bỏ những cái tư tưởng bất thiện, cố gắng dụng tâm, sách tâm, trì tâm để loại bỏ những cái tư tưởng bất thiện, đó là cái chánh tinh tấn. Chánh niệm là chúng ta thấy sở hữu niệm đó, tính niệm, đó là sở hữu chánh niệm, niệm đó. Và cái sở hữu nhất hành là chánh định. Như vậy đó, thì bát chánh đạo mà được nói đó, thì nó cũng sanh trong những cái tâm sở thôi. Sở hữu trí tuệ là chánh kiến, sở hữu tầm là chánh tư duy, ba sở hữu giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hai sở hữu chánh niệm là sở hữu niệm, chánh tinh tấn sở hữu cần, chánh định là sở hữu nhất hành. Như vậy đó, và chánh trí cũng như chánh giải thoát. Chánh trí là muốn nói đến cái đạo quả sanh khởi, và cái khi mà chúng ta thấy nói về năm cái tuệ siêu thế đó, là tuệ đoạn trừ, khinh an đoạn trừ, rồi tuệ phiền não đã đoạn trừ, phiền não còn dư sót, tâm đắc chứng được đạo quả. Như vậy thì cái chánh trí và chánh giải thoát là muốn nói đến tâm siêu thế sanh khởi và tâm quả siêu thế sanh khởi, để trở thành vị thánh Tu Đà Hoàn, thánh Tư Đà Hàm, thánh A Na Hàm hoặc là thánh A La Hán, với những cái tầng thánh đạo như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy một cái người khi mà tu tập cái tâm thiện đó, để loại bỏ cái tâm bất thiện liên quan đến cái dục tầm, mà hương lương liên quan đến những cái sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục á, liên quan đến những cái dục lạc, mà mình loại bỏ được đó, mình tu tập đó, như vậy là mình loại bỏ được dục tầm, rồi tu tập ly dục tầm, rồi loại bỏ được hận tầm, tu tập từ tâm, bất hại tầm, tu tập bi tâm. Như vậy á, thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì bởi vì cái tâm bất thiện đó, tâm sân nó làm việc hận và hại, còn cái sở hữu mà chúng ta thấy hai sở hữu vô lượng, phần bi và tùy hỷ đó, thì lấy đối tượng và chúng sanh, khởi thương tưởng chúng sanh đó, là hai cái sở hữu vô lượng phần là bi và tùy hỷ. Như vậy á, thì khi một cái người mà có cái ý trừ những cái ác hạnh đó, tu tập cái ý thiện hạnh đó, thì chúng ta hiểu rằng cái tâm thiện đó, đó là thiện hạnh, còn cái tâm ác nó là ác hạnh. Như vậy á, thì thân nghiệp ác hay là khẩu nghiệp ác hay là ý nghiệp ác đó, đều là nói đến 12 tâm bất thiện, 14 sở hữu bất thiện sanh khởi, cùng với sở hữu tưởng, sở hữu thọ, những cái sở hữu đồng sanh á, mình thấy như là 7 sở hữu biến hành á, nó sẽ có mặt, xúc thọ, tưởng tư, định biện tắc ý đó, nó đều có mặt trong tất cả tâm, nên mình gọi là 7 sở hữu biến hành. Còn 6 sở hữu biệt cảnh á, như là tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục, thì tầm này là tà tư duy nếu mà sanh trong những cái tâm bất thiện, còn chánh tư duy là nó sanh trong tâm thiện, nó trở thành chánh tư duy. Như vậy thì chúng ta hiểu đó, Đức Phật ngài nói là trong tâm chúng ta. Như vậy thì tâm diệt trừ không có dư tàn, nó đây tâm diệt trừ tâm thiện, diệt trừ tâm bất thiện không có dư tàn. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái tâm bất thiện là cái tâm sanh khởi có tham, có sân, có si, có nhân tham, nhân sân, nhân si. Còn tâm thiện nó có nhân vô tham, vô sân và trí tuệ. Nên có ba cái nhân thiện ngược lại cái tâm bất thiện. Và Đức Phật này nói rằng cái người đã tu tập đó, với cái thiện pháp duy trì không có mơ hồ. Bởi vì cái mơ hồ đó là chúng ta biết rằng những cái người tu tập mà cái lỗ tâm đó, nó trở thành lỗ nhỏ hay nhỏ đó, mà mình gọi là cái sự không rõ rệt của tâm. Còn cái người mà tu tập đó, mình không có mơ hồ, có nghĩa là mình thấy, mình xác định căn cảnh và thức, xác định có xúc, có thọ,
có tưởng, có tư là nghiệp thiện ác, có tầm là sở hữu tư duy, mình hướng đến cái vật gì đó, mình ví dụ mình mắt mình gọi là sắc tầm, mình hướng mắt của mình tới cái sắc đó, rồi thinh tầm là mình đến cái âm thanh, khí tầm là hướng đến cái hơi mùi, vị tầm là hướng đến vật thực, xúc tầm là mình hướng cái sự xúc chạm, pháp tầm là cái tâm mình hướng đến những cái cảnh mà nó đã sanh đã diệt, năm trần cảnh nó đã sanh đã diệt, nó trở thành cảnh pháp. Trong cảnh pháp thì nó nhiều, nhưng mà nói ngắn nói gọn là nó là năm cái cảnh ngũ đã sanh đã diệt, rồi bây giờ mình nhớ lại nó thì gọi là cảnh pháp. Như vậy thì chúng ta biết Đức Phật nói rằng một cái người mà tu tập thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp đó, là dùng cái tâm thiện để từ bỏ cái thân sát sanh, trộm cắp tà dâm. Còn khi mà thân nghiệp bất thiện đó, là dùng cái tâm tham để làm việc trộm cắp, dùng cái tâm sân làm việc sát sanh, rồi dùng cái tâm tham để làm việc tà dâm. Như vậy thì chúng ta hiểu đó là những cái tâm sanh khởi, mà cái tâm đó nó có nhiều thứ. Bởi vì chúng ta biết tâm nó có tâm 18 tâm vô nhân. Đó là những cái tâm mà khi mà chúng ta có mắt đó, thì nó có cái tâm thức, rồi nó có cái tâm tiếp thâu, là tiếp thâu cái cảnh sắc đó mà chúng tôi nói đó, quý vị, đó là mắt và cảnh sắc, rồi có ý xúc chạm vào cảnh mắt á, là nhãn xúc, và cái nhãn thức là biết cái cảnh sắc đó, rồi cái nhãn thọ là một cái cảm giác sanh lên từ mắt, sắc tưởng đó là mình phân biệt cái bình cái ly hay là cái màu xanh màu đỏ gì mình biết trước, rồi bây giờ mình phân biệt như vậy là gọi là sắc tưởng. Rồi cái sắc tư là nghiệp thiện ác, nếu cái tâm nó có động lực, nó có mình gọi là cái lộ ngũ môn, cảnh rõ, chót động lực hay chót na cảnh. Như vậy thì nó trở thành có động lực, thì nó trở thành hiện báo nghiệp với động lực thứ nhất, sanh báo nghiệp với động lực thứ bảy, và hậu báo nghiệp là năm động lực giữa. Như vậy thì nó trở thành cái nghiệp thiện ác, nó sẽ đưa đến cái sự tái sanh. Còn nếu một người mà diệt trừ tất cả, không có dư tàn, là muốn nói đến cái tâm của vị A-la-hán, diệt trừ hết tất cả những cái bất thiện, như là 18 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, là gọi là 12 tâm bất thiện. 14 sổ bất thiện như là 4 sổ si phần, 3 sổ tham phần, 4 sổ sân phần, 2 sổ hôn phần, 1 sổ hoài nghi. 14 sổ bất thiện này được diệt trừ với cái tâm đạo A-la-hán, tâm quả A-la-hán sanh khởi. Đó là chánh giải thoát, chánh trí và chánh giải thoát mà trong cái tâm tứ đạo tứ quả. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng một cái vị mà sa môn hạnh đó, là thành tựu cái sa môn tối thượng hạnh đó, theo lời dạy của Đức Phật là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật á, ngày dạy có nghĩa là những cái thiện ác đó cũng từ tâm của chúng ta. Khi mắt thấy, một cái người mắt thấy đó, thì họ khởi lên cái tâm muốn lấy cái vật đó, muốn chiếm hữu vật đó. Dù là cái việc đó nó ở một cái góc độ mà chúng ta nghe như câu chuyện của Ngài Ma Cái Trẻ Mái và công tử So Đi Giá đó, chỉ thấy cái màu da của Ngài Ma Cái Trẻ Mái đẹp thôi, và khởi lên cái tà tâm, khởi lên cái tà tâm. Và cái vị công tử So Đi Giá đó, khi mà khởi lên cái tà tâm với Ngài Đại Phước Ma Cái Trẻ Mái đó, thì lại biến thành người nữ. Khi biến thành người nữ đó, thì cái người nam mà đi ra bị biển, bây giờ biến thành người nữ, để bỏ cái xuống kiệu đó, đi tìm cách mà đi. Và sau này có hai đứa con, lúc làm người nam thì có hai đứa con kêu mình bằng ba, lúc mà làm người nữ thì có sanh được hai đứa con cũng kêu mình bằng mẹ. Nhưng mà sau này vị đó nghe những cái người thiện tính nói về cái bậc đại phước Ma Cách Chế Giá Ná, và cái người nữ đó đã sám hối Ngài Ma Cách Chế Giá Ná với cái buổi lễ trai tăng, và trở lại nguyên hình là công tử So Đây Giá. Và sau này vị này cũng xuất gia, và vì đã trải qua cái thời gian với cái tư tưởng mắt thấy mà khởi lên cái tâm bất thiện, và từ nam biến thành nữ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cũng từ mắt cái chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta có mắt đó, mà chúng ta biết chế ngự đó, thì những cái tham ưu nó không có. Nhưng mà nếu chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, có tâm đó, mà chúng ta không biết chế ngự đó, thì nó sẽ sanh lên tham ưu. Tham là những gì ưa thích, ưu là những gì mà mình muốn mà không được, mình buồn bực. Tham ưu như vậy đó, thì đối với tất cả chúng sanh không có ai thoát khỏi với cái nghiệp thiện ác từ tâm của chúng ta sanh khởi.
Và khi một người mà biết như vậy đó, thì mình sẽ cố gắng để thực hành những cái thiện pháp, tu tập những cái thiện hạnh, từ cái sự tu thiền chỉ hay thiền quán. Mình chọn cho mình những cái đề mục 40 đề mục thiền chỉ để mình tu tập, để làm cái tâm mình nó tịnh chỉ bớt những cái triền cái. Và mình cố gắng tu tập thiền quán, quán về sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, là khổ, là vô ngã, để đoạn trừ được cái ngã tưởng, cái lạc tưởng, những cái liên hệ đến đến ngũ uẩn tương lai. Để mình đoạn trừ được như vậy đó, thì mình sẽ không còn sanh khởi trong tương lai. Vì sắc thọ tưởng hành thức đó, nó không còn nhân, nó không còn duyên. Mình gọi là nghiệp thức và quả thức nó không còn. 19 thức bát thí sanh thí nó không có, và 32 quả thức bình nhật nó sẽ không có. Nếu mà không có cái tâm tái tục đó, thì không có cái sự hiện hữu, và không có cái sự tử của cái sự hiện hữu đó. Nên tâm làm việc tái tục đó, thì nó làm việc hộ kiếp, và tâm làm việc tử. Nên đó, khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, tâm nó sanh đó, thì thọ tưởng hành thức đều có. Và không có trong tương lai đó, thì không có thọ tưởng hành thức để sanh khởi sự sanh già chết của thân của tâm. Cái sự biến hóa, cái sự lão mại của sắc, của danh, với cái sự vô thường, khổ, vô ngã, biến hoại liên tục như vậy đó, nó sẽ không có. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói một cái vị sa môn hạnh đó, là phải thành tựu được 10 cái pháp chánh. Từ chánh kiến là cái người đó phải có cái sự thấy biết đúng, và cái sự suy nghĩ đúng là chánh tư duy. Rồi cái lời nói đó, chánh ngữ, rồi cái thân nghiệp, rồi chánh nghiệp, rồi cái sự nuôi mạng đó là chánh mạng, nuôi mạng không có tà vậy. Bởi cái tà vậy đó, từ những cái tâm tham muốn được cái vật này vật kia, nên cái tâm tham đó là tà tư duy, nó cũng là tham ở nơi thân, nơi khẩu, nơi ý. Và nó là những cái pháp bất thiện ngược lại với cái chánh ngữ. Như vậy thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nuôi mạng chân chánh như vậy, rồi chánh tấn là cái sự nỗ lực tu tập thiền chỉ thiền quán, chánh niệm là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, rồi chánh trí là làm sao để sanh khởi lên được tâm đạo, chánh giải thoát là làm sao để sanh khởi lên được tâm quả. Khi tâm đạo sanh khởi thì tâm quả sanh khởi, người đó sẽ giải thoát, không có bị cột trói ở trong những cái lậu hoặc phiền não, chính là những cái tâm bất thiện. Như vậy thì Đức Phật Ngài dạy cái vị tỳ khưu tu tập tuệ tri tâm giải thoát, là tuệ giải thoát đó, vị đấy diệt trừ không có dư tàn, có nghĩa là muốn nói đến cái tâm tứ đạo tứ quả để diệt trọn vẹn 12 tâm bất thiện, 14 sở bất thiện. Như vậy thì khi mà một cái người mà có thể tu tập và duy trì, và tâm minh mẫn, không có bị mơ hồ, tâm được tăng trưởng quảng đại, có nghĩa là từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để đẹp năm thiền cái đầy đủ. Thí dụ chúng ta mà tu tập đó, chúng ta vượt qua được hôn trầm thị miên cái đó bằng chi tầm, chúng ta vượt qua được hoài nghi cái bằng chi tứ, chúng ta đè được sân độc cái bằng chi hỷ, chúng ta đè được trạo hối cái bằng chi lạc, chúng ta đạt được định đó, chúng ta đè được cái dục dục cái. Như vậy thì một cái người mà tu tập những cái thiền pháp mà được quảng đại, được tu tập viên mãn như vậy đó, thì từng tự đó có nghĩa là những cái thiện giới, những cái thiện giới siêu thế nó được sanh khởi, để mình bỏ lại những cái thiện giới dục giới để hưởng cái quả trời người, mình trở thành cái thiện siêu thế để vượt thoát luân hồi, chứ không phải là cái thiện dục giới để hưởng cái quả cõi trời cõi người. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật á, Ngài nói tâm có nhiều loại, rồi tưởng nó cũng có nhiều loại, rồi như vậy á, thì thọ nó cũng có nhiều loại, rồi hành nó cũng có nhiều loại, phúc hành là phi phúc hành, hay là bất động hành. Như vậy á, thì Đức Phật Ngài nói tâm có nhiều loại, tưởng có nhiều loại, thọ có nhiều loại, hành có nhiều loại, thức có nhiều loại như vậy đó, và cái tư duy nó cũng có nhiều loại. Có loại tu duy đó, nó sanh trong tâm thiện thì nó là ly dục tư duy, vô hạnh tư duy, bất hại tư duy. Nhưng mà những cái tư duy bất thiện đó, nó sanh lên từ tâm tham, nó gọi là dục tư duy. Nó sanh lên từ tâm sân, nó gọi là hận và hại tư duy. Như vậy á, thì tham ưu đó là Đức Phật Ngài muốn nói đến 8 tâm tham. Ưu là Đức Phật muốn nói đến 2 tâm sân.
khi mà tham sanh khởi từ mắt tai mũi lưỡi, mình muốn được điều đó mà có sự trở ngại đó, thì mình sân hận, mình khó chịu, mình thậm chí mà thường thường quý vị biết một cái người mà họ thương ai đó mà cha mẹ cản đó, họ cũng muốn cha mẹ họ chết. Nên cái tâm mà muốn cái người đó chết đó, đó là cái tâm hận và tâm hại. Mình khởi lên cái hận tâm và cái hại tâm khi mà cái dục tâm á, muốn mà nó không được. Như vậy á, thì Đức Phật Ngài nói rằng một cái người mà khi tu tập mà hiểu được như vậy đó, người đó duy trì cái tâm mà tu tập, cái tâm nó được quảng đại chứ không bị mơ hồ. Mơ hồ là muốn nói đến cái tâm si phóng dật đó, nó làm chuyện cái tâm mình lao chao loạn choạng, hoặc là si hoài nghi nó làm cho mình phân vân lưỡng lự. Như vậy á, thì những cái điều đó, đó là một cái bất thiện ác pháp đó, nó cũng sanh khởi từ trong tâm của chúng ta. Như vậy á, thì Đức Phật nói rằng tưởng cũng có nhiều loại đa chủng hay là sai biệt, nó có dục tưởng, ly dục tưởng, vô sân tưởng, bất hại tưởng. Từ đấy những cái thiện tư duy, những thiện tư duy sanh khởi. Và những cái bất thiện tư duy đó nó cũng có. Và những cái tầm tứ nó cũng có. Thì chúng ta hiểu đó là chánh tư duy. Chánh tư duy đó là những cái tâm mà mình nói là cái tâm có thiền, có chi tầm. Hoặc là có thiền, có chi tứ. Thì những cái tâm mà nó đạt được cái trạng thái tăng trưởng quảng đại, nó lớn mạnh đó, nó có thể vượt qua. Nên thường thường mình gọi là lộ trình tâm nó có hậu kiếp vượt qua chuẩn bị cận hành chuyển tộc từ một cái người phàm nhân trở thành một cái người mà xài được cái tâm thiền, từ một cái người không có chứng thiền trở thành người có thiền, có cái pháp của pháp thiền. Hoặc là một cái người từ phàm nhân mà có những cái loại thần thông, mình gọi là những người có những cái pháp thượng nhân thần thông. Như vậy thì những cái việc mà Đức Phật Ngài nói cho ông thợ mộc đó, một người ta chủ trương một người thành tựu 10 cái pháp này được gọi là thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc sa môn thành đạt tối thượng vô năng thắng. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy đó, thì ông thợ mộc Minh Chắc Anh Gá đó, rất là quan với lời giảng Phật. Như vậy đó, thì ở trong cái bài học hôm nay đó, thì mình được học đó, là mình hiểu rằng cái tâm của chúng ta nó có thiện ác, và cái tâm của chúng ta nó có chánh tà, nó là chánh tư duy hay là tà tư duy. Rồi cái tâm của chúng ta nó có những cái tưởng thiện hay tưởng bất thiện. Cái tưởng nó sai biệt, trong đó muốn nói đến cái tưởng bất thiện hay tưởng thiện. Nhưng mà chúng ta cần hiểu và nắm chắc rằng khi mà thể mà cái tâm bất thiện á, thì những cái dục tư duy hay là cái thân bất thiện đó, tư tưởng bất thiện, tâm bất thiện, những cái tưởng bất thiện. Còn thể mà những cái pháp thiện đó, gọi là chánh tư duy đó, thì nó cũng là thiện tất cả, nó cũng là tưởng tốt đẹp, nó cũng là tầm tốt đẹp, vì nó là ly dục tầm, vô tận vô hận tầm và bất hại tầm. Nó cũng là những cái pháp chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hay là những cái pháp mình gọi là thân chân chánh, nghĩa là tâm ngay thẳng đó, ý trong sạch đó, là những cái pháp mà được nói đến cái nhân tốt, đó là vô tham, vô sân và trí tuệ ở trong những cái tâm sở. Đó là những cái nhân để hoàn hảo, mình gọi là tịnh hảo đó, 25 sở hữu tịnh hảo đó, thì nó có những cái nhân thiện ở trong cái sở hữu tịnh hảo này. Còn nhân bất thiện á, là mình nói đến 14 sở hữu bất thiện, nó có nhân si là sở hữu si, nhân tham là sở hữu tham, nhân sân là sở hữu sân. Như vậy là 14 sở hữu bất thiện nó có 3 nhân bất thiện, và 25 sở hữu tịnh hảo nó có 3 nhân thiện đầy đủ ở trong tâm của mỗi chúng sanh. Khi mà những cái sự tu tập á, mình có chánh niệm đó, thì mình có thể phân biệt được các cái thiện này. Và một người mà tu tập tối thắng như vậy đó, thì Đức Phật gọi là sa môn vô năng thắng, có nghĩa là không còn những cái bất thiện nào chế ngự được người đó, và người đó vượt khỏi trời người, cao thượng hơn tất cả. Thì kính bạch thượng tọa, con hôm nay thì ngày giảng của con, và con cũng cố gắng để trình bày
với cái bài giảng hôm nay và phước nào phát sanh được con kính dâng lên chư tôn đức tăng chia đến quý vị, xin hồi hướng đến chư thiên. Và bây giờ thì con xin gửi mít lại cho thượng tọa Giác Đẳng để điều hòa cái phần thảo luận những cái ý nào còn thiếu trong cái bài học hôm nay. Và con kính thượng tọa. Sa thú kính trân thượng tọa Pháp Đồng. Bậc thượng tọa Tô Siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tô Siêu đang ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, bậc thượng tọa Tô Siêu, ở trong bài kinh này có một chữ rất là thú vị là Đức Phật dạy về thiện giới và bất thiện giới. Thì nếu trong bản dịch tiếng Việt mình mới nghe một chữ giới đó là cái cảnh giới của thiện, cảnh giới của bất thiện, thì nghe nó có hợp tình hợp lý. Nhưng mà trong nguyên văn Phạn ngữ ta dùng cái chữ si đó, và ở đây ví dụ như là Đức Phật thì dùng số nhiều, akusala si la, rồi kusala si la, thiện giới và bất thiện giới. Thì cái chữ si la mà chữ giới ở đây đó, thì chúng ta nên hiểu thế nào? Tại sao cái chữ si la si hay là si la ở đây được dùng cho cái bất thiện giới? Xin thượng tọa hoan hỷ cho một vài ý kiến của thượng tọa về về vấn đề ngôn ngữ này. Kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử, cái gọi là xì lá thông thường thì chúng ta xài cho cái nghĩa tốt, cái nghĩa thì giới là giới hạnh, giới đẹp. Nhưng mà ở trong trường hợp này, cái chữ si lá nó xài trong cái nghĩa chung, tức là một cái hành vi, một cái sở hành, hay một cái điều tuân thủ, không phải là điều tuân thủ nào nó cũng là kusala sila. Như ở trong chú giải khi mà đề cập đến cái chữ akusala silam tín, nguyên cái câu chú giải akusala silam tí, chúng tôi nói chữ chậm chữ tí ở đây là quý vị phải hiểu là chữ ý tí. Akusala silam tức là bất thiện giới, ý tí nói rằng bất thiện giới là dusi lasse tăng, tức là đu si lát sát e tăng a thi của trần nam tí quên tập bằng, là cần phải hiểu là ám chỉ cho ác giới, ám chỉ cho ác giới. Rồi đu si lát thì như vậy, ở đây khi mà
chúng ta xài cái nghĩa si lá trong trường hợp này chúng ta phải hiểu. Thí dụ như cũng là si lá, nhưng mà si lá pa ta paramasa paramasa, tức là giới cấm, giới cấm thủ. Thì giới cấm thủ đó cũng cũng được gọi là si lá, nhưng mà cái si lá này nó thuộc về đút si lá, tức là thuộc về giới xấu, giới không tốt đẹp, cái giới mà liên quan đến tà kiến, liên quan đến tham sân si. Thí dụ như những người ngoại đạo, khi mà họ chấp trì một cái hạnh tu nào đó mà nó bị tham ái và tà kiến chi phối, thì cái này gọi dusila, dusila. Mà hãy dusila tức là akusala sila, là bất thiện giới. Cho nên cái chữ này thì cũng dễ hiểu thôi. Nếu mà chúng ta phân tích theo ngữ nghĩa tiếng Pali và chúng ta nhìn vào trong chú giải, thì chúng ta sẽ thấy cái trường hợp này giải thích rất là rõ ràng, không có gì chúng ta có hai từ chữ dusila, dusila là giới xấu hay là ác giới, là dùng để định nghĩa cho cái chữ akusala sila. Còn chữ susila, chữ susila ở đây tức là giới tốt, tức là giới thọ trì, và nó đem lại sự an vui và ngăn ngừa những ác bất thiện pháp, về thân ác, về khẩu ác. Thì cái giới đó, susila đó, là chỉ cho akusala sila, là thiện giới. Ý nghĩa chỉ có là như vậy. Chứ tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa như thế. Nam mô Phật Thầy. Sa thủ cái chân thượng tọa thời xưa, bậc thượng tọa thời xưa thường thường á, đa số Phật tử ngày hôm nay họ đi chùa đó, thì họ thấy rằng mình hiểu biết Phật pháp ít cũng được, nhiều cũng được. Nhưng mà trong bài kinh này á, thì có phải chăng là Đức Phật dạy rằng khi một người mà nhận thức, hiểu biết về thiện và bất thiện một cách hời hợt, một cách cạn cợt đó, thì nó có vấn đề, nó có hệ quả, có đúng như vậy không? Thượng tọa có xác nhận là nếu mà mình hiểu về thiện và bất thiện một cách rất là cạn cợt đó, thì nó sẽ tạo nên những cái hệ quả không tốt, nó tạo nên những vấn đề. Xin kính thưa thượng tọa qua kỳ trở lại. Kính bạch trên tôn đức kính thưa quý vị, tất nhiên khi mà chúng ta hiểu về chữ thiện và chữ bất thiện và chúng ta hiểu một cách hời hợt, thì nó trên phương diện cái sự hiểu cũng đã là sai, nó không đúng, nó không đúng lắm. Còn trên phương diện thực hành thì cái đó là càng nguy nữa. Chính vì chỗ đó mà tôn giả Sariputta trong bài kinh Chánh Kiến, Chánh Tri Kiến, ngài nói rằng cái vị đệ tử mà có Chánh Tri Kiến là người biết rõ pháp thiện và biết rõ căn thiện, biết rõ pháp bất thiện và biết rõ căn bất thiện. Căn bất thiện là tham sân si. Nhờ biết rõ như vậy đó thì mới được xem là một vị có được vị chánh kiến. Còn ở đây như chúng ta biết rằng là khi mà du sĩ
Ukkahamana. Ông ta nói với người thợ mộc á, là có bốn cái pháp không làm ác nghiệp về thân, không ác nghiệp về lời, không tư duy ác tư duy, không sinh sống còn nếp sống ác. Thì như vậy ta chủ trương rằng một người nào thành tựu bốn pháp này, người đó sẽ có được thiền của túc, thiện tối thắng là sa môn, thành đạt tối thượng vô năng thắng. Thì khi mà người thợ mộc này trở về mình đến lễ Đức Phật, trên bãi Đức Phật như vậy, thì Đức Phật nói với người thợ mộc quanh chất căn gá: nếu sự tình là như vậy, thời một đứa con nít còn bé nhỏ vô trí nằm ngửa cũng sẽ được thiện cụ túc, thiện tố thắng là bậc sa môn, thành đạt tối thượng chăng? Là bậc vô năng đúng như lời của du sĩ Út Gà Hát Ma Nát chăng? Rồi Đức Phật giải thích rằng là này người thợ mộc, đối với đứa con nít sơ sinh còn nằm ngửa, nó không có nghĩ đây là thân, thì từ đâu có thể là ác nghiệp về thân? Trừ ra chỉ biết quơ tay quơ chân. Mà nếu mà đối với một đứa bé, một đứa sơ sinh, nó không biết, không có nghĩ rằng đây là lời nói, thì từ đâu nó có thể tạo cái khẩu ác nghiệp? Trừ ra là nó chỉ biết khóc. Rồi một đứa bé sơ sinh, nó không có nghĩ đây là tư duy, thì từ đâu có thể nó ác tư duy? Mà nếu mà một đứa bé sơ sinh mà nó không có tạo ác nghiệp về thân, không tạo ác nghiệp về khẩu, nó không có thể tư duy ác tư duy, thời như vậy chẳng lẽ đứa bé đó lại là người đạt đến thiện cụ túc, thiện tố thắng là bậc sa môn với thành tựu tối thượng? Đức Phật đã giải thích gì? Nói chung là khi mà chúng ta hiểu cái điều thiện và điều bất thiện đó, thì chúng ta phải hiểu qua mọi khía cạnh. Chúng ta phải hiểu qua mọi khía cạnh. Thế nếu mà không có hiểu hết các khía cạnh của thiện, của thiện đó, mà chúng ta chỉ nói một cách hời hợt như vậy đó, thì cũng chẳng khác nào như chúng ta nói một đứa bé không biết gì hết, nó không có hành động gì hết, thì đó lại là thiện. Bây giờ chúng ta lấy cái ví dụ thêm nữa, như một người từ nhỏ đã sanh vào trong gia đình của người nhà giàu,
nó có tiền cha mẹ mua thức ăn cho nó, nó chỉ biết ăn rồi đi chơi. Và vì nó giàu có cho nên nó không phải đi cắn câu, đi cắm câu bắt cá, không có đi săn bắn, không có đi đuổi chuột, bắt chuột. Thì như vậy không lẽ một người con nhà giàu khi mà họ không làm cái điều ác đó thì gọi là có thiện giới hay sao? Ở đây thưa quý vị, không, họ không thể gọi là một người có thiện giới. Cũng là một người không sát sanh, không trộm cắp, nhưng mà người này sẽ nghĩ không sát sanh không trộm cắp là tại vì họ biết rõ sự sát sanh là tạo cái ác nghiệp, trộm cắp là tạo cái ác nghiệp sẽ đưa đến quả khổ đau. Cho nên người đó có cái sự cố ý để chừa bỏ những cái hành động ác, những cái lời nói ác, những cái ý nghĩ ác. Thì như vậy người này mới gọi là thành tựu vị giới. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta hiểu về thiện và bất thiện là chúng ta phải hiểu một cách chu đáo, chứ chúng ta hiểu một cách hời hợt thì bậc trí khi mà nghe mình nói như vậy đó, thì họ cho rằng chứng tỏ ta không biết, đứa bé đó, người ấy không biết gì về về thiện về bất thiện. Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài chỉ nêu lên hai vấn đề. Hễ khi nói đến thiện, khi nói đến bất thiện thì phải hiểu được căn thiện, căn bất thiện, tham sân si và vô thông sân si. Còn ở đây Đức Phật Ngài dạy nên kỹ hơn. Tức là đối với bất thiện giới phải hiểu được sinh như thế nào, phải hiểu bất thiện giới này nó được trừ diệt từ đâu để không có dư tàn. Phải hiểu cái sự thực hành đưa đến sự trừ diệt bất thiện giới. Như vậy thì người đó mới khởi lên cái ý muốn, nỗ lực tinh tấn, quyết tâm sát tấn tâm. Còn khi chúng ta nói bất thiện mà chúng ta không hiểu gì hết về các khía cạnh này thì như vậy không gọi là một người biết rõ bất thiện, gọi là thiện. Mà mình không hiểu được các cái chi tiết liên quan đến vấn đề thiện thì như vậy gọi là chưa biết được pháp thiện. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi số 2 thượng tọa Đạo vừa nêu nó mô tả. Sa thú kính trân thượng tọa Tư Sư. Bạch thượng tọa Tư Sư, để tỉnh thượng tọa đi nghỉ sớm. Và bây giờ thì xin được
Thính Thượng Tọa Tế Quyền, không biết Thượng Tọa Tế Quyền có trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tế Quyền nghe được, xin Thính Thượng Tọa Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tế Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Sư Minh Thông có nghe được không? Nếu Sư Minh Thông nghe được, xin thưa Sư Minh Thông trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ. Sư Minh Thông, qua lời của Thượng Tọa Tế Sư thì thường người ta nói rằng tôn giáo là tôn giáo nào cũng dạy người ta làm lành lắm dữ. Nhưng mà Sư Thông nghĩ rằng nếu cái hiểu về thiện và bất thiện mà nó không có chiều sâu đó, nó có đủ để chúng ta làm lành, đủ để chúng ta lắm dữ hay không? Xin thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ góp ý cho câu thảo luận, hỏi rằng một người có nhận thức hạn hẹp về thiện, bất thiện thì có đủ khả năng làm lành, lánh dữ hay không? Thưa Sư Phụ, câu này rất là hay. Câu này giảng giải rằng cho chư Phật tử và tỳ kheo cũng như là tu sĩ thì phải hiểu rõ cái ý nghĩa về thiện và bất thiện. Chứ nếu mà chúng ta hiểu là mơ hồ một cái thiện và bất thiện thì chúng ta không có khả năng biết được cái lợi ích và cái nguy hại của những hành động bất thiện và cái lợi ích của những cái hành động thiện. Thí dụ như cái lợi ích của hành động thiện, tức là nghe pháp, cúng dường, cung kính, phục vụ, thì nó có cái lợi ích như thế nào đối với chúng ta ở kiếp này và những kiếp sau, và có những cái hại của cái hành động bất thiện là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nô láo. Thì tất cả những cái đó mà chúng ta không hiểu là cái nguy hại của nó cho chúng ta ở đời này và nguy hại về kiếp sau, và đi vào địa ngục A Tỳ đối với những hành động mà thuộc về cái trọng giới, thì chúng ta không có cảm thấy cái sợ hãi về cái ác bất thiện pháp, mà chúng ta có thể không biết mà chúng ta hành động vào đó, và chúng ta cũng cái lợi ích về những hành động về thiện, tức là kính dường, tam bảo, vân vân. Thì những cái điều đó xin lỗi, những điều chúng ta không những cái sự hăng hái nỗ lực để hành thiện và không có những cái hiểu biết về cái nguy hại của cái ác, như nếu chúng ta làm, thành ra chúng ta không có cố gắng để mà tránh những hành động ác bất thiện pháp đó. Vì vậy kính thưa Sư Phụ, con nghĩ rằng là người Phật tử cũng như người tu sĩ mà chúng ta đã có mặt trong cái room này, điều cần thiết là chúng ta phải biết rõ ràng cái lợi ích của những hành vi thiện và những cái nguy hại, những cái nguy hiểm của cái hành vi bất thiện hay là tư tưởng đó mà chúng ta có để trong tâm. Là vì chính những cái đó, nếu mà chúng ta hiểu biết những cái lợi ích của cái hành vi thiện và cái hạnh phúc, và cái hạnh phúc mà của cái người có thái độ an nhiên khi mà đã làm cái thiện rồi, thì chúng ta sẽ có cái hành động mà tiếng Anh đã gọi là equanimity, tức là có cái thái độ khinh an. Và ngược lại, mà nếu mà chúng ta không hiểu biết cái hành động ác bất thiện pháp mà chúng ta lỡ làm, mà những cái nguy hại của nó ở kiếp này và kiếp sau, và có thể chúng ta đi vào địa ngục, thì cái người hành giả đó, nếu mà hồ của cái lợi ích của những thiện pháp và cái không hiểu rõ ràng thiện pháp, thì chúng ta nên bắt đầu học lại. Bởi vì nếu mà chúng ta đúng như Sư Phụ đã nói trong công thảo luận thứ 3, là một người có nhận thức hạn hẹp, tức là mơ hồ về thiện và bất thiện, thì làm sao có đủ khả năng để làm lành, và làm sao có đủ khả năng để cương quyết lánh ác được. Vì vậy cho nên cái câu này là cái câu mà coi như là cái kim chỉ nam cho chúng ta học và hành theo.
Kính thưa sư phụ, thì con thấy là như vậy và con trình bày như vậy. Nếu mà con những ngôn ngữ con không đủ để trình bày rõ ràng hơn, xin sư phụ từ bi giảng dạy thêm để cho làm sáng tỏ cái lợi ích của cái hành động thiện, đó là cung kính cúng dường phục vụ Tam Bảo, và cái hành động bất thiện, cái nguy hiểm của nó, mà nếu chúng ta phạm giới sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu vân vân, thì đời này chúng ta sẽ đau khổ, vì đời sau chúng ta cũng khổ là có vào cái địa ngục mà không còn lối thoát. Con kính mời sư phụ Trở Lai Mai và con chân thành tri ân chư vị lắm đã lắng tai nghe. Con kính mời sư phụ Trở Lai Mai. Sa thuộc cái chuyện sư Nguyên Thông, chư tọa chư quyền một lần nữa xin hỏi chư tọa có ở trước bái và nghe được không? Nếu chư tọa chư quyền nghe được, xin chư tọa con hỷ cho biết. Dạ. Chư tọa chư quyền, ở trong bài kinh ngày hôm nay, Đức Phật ngài dạy rằng, nếu mình nói là cái gì là thiện, cái gì bất thiện đó, thì nó mới là một phần của câu chuyện thôi. Nếu mà chúng ta biết được bất thiện mà chúng ta chưa biết nhân sanh bất thiện, chúng ta chưa pháp biết cái cách đoạn trừ pháp bất thiện, hay là chúng ta biết về thiện mà chúng ta chưa biết cái nhân sanh của thiện và cái pháp để nuôi dưỡng và để phát triển điều thiện đó, thì chưa gọi là biết về thiện. Thì với cái kinh nghiệm này, thì tôi tự quyền mình đem áp dụng trong đời sống hàng ngày. Như vậy, để một người mà có khả năng làm lành để lánh dữ, thì người đó cần có cái sự hiểu biết kinh điển, cần được nghe pháp và cần được học hiểu. Thì thượng tọa Tự Quyền có nghĩ rằng một con số lớn những người Phật tử ngày hôm nay đã chỉ đi chùa, chỉ biết làm phước nhưng mà không chịu nghe pháp, thì những người đó có thực sự biết mình đang làm cái gì không? Xin kính thưa ý kiến của thượng tọa Tự Quyền. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Khai. Dạ thưa đại chúng nhà đạo, dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện trung lung. Thân chào đến quý tu nữ cũng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu như một người làm thiện nhưng họ không chưa chắc họ tường tri được một cách rõ ràng về cái việc thiện mà họ đang làm, và cũng như họ không biết cách để mà hiểu rõ hay là để phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Như chẳng hạn như vậy là ta chỉ có quan tâm, người ta không có biết đến cái sự trì giới hoặc là thánh pháp, thì đây chính là nó bị hạn thủ, chứ chắc họ hiểu. Tại sao như vậy? Họ chỉ biết đi chùa, họ làm phước là chỉ làm phước như thế thôi. Như người làm ác, họ chỉ biết làm ác. Nhưng người biết, khi mà biết mình làm ác, phải từ chỗ đó cái ác có làm, thì nó cũng không có mạnh liệt, nó cũng không có quá trớn, nó cũng không quá đáng. Còn cái người làm thiện cũng vậy, mới đầu tiên chỉ biết mình làm thiện thôi, nó là một cái tâm trạng nhẹ thôi, chỉ biết như thế thôi. Nhưng được họ không hiểu biết được, họ chỉ nghĩ rằng bố thí là có phước phát triển, cúng dường là có phước phát triển. Nhưng mà ngược lại, người ta có thể phát huy lên nữa, lên cao, lên mạnh lên nữa, đó chính là ngoài cái việc cúng dường, ngoài cái chuyện bố thí, chúng ta có thể làm các công đức khác, chẳng hạn như là trì giới, chẳng hạn như là nghe pháp, chẳng hạn như là tu thiền, hay là tùy hỷ công đức, rồi hồi hướng công đức, vân vân. Thì những cái mà chúng ta làm như thế đó, thì nó sẽ được tốt hơn. Và đây là cái điều mà khi chúng ta làm ở trong tự viện, ở trong cái chùa chiền, nó là cũng là một cái điều kiện để chúng ta mới có đủ cái điều kiện để chúng ta làm thiện. Quý vị nghe rõ, trong cái chùa thì nó đủ điều kiện cho chúng ta thực hành thiện hơn. Chứ còn thực hành thiện thì việc thiện thì ở nơi đâu cũng làm được.
Nhưng nếu như nơi đó mà có thiền viện, có chùa chiền, thì chúng ta sẽ dễ dàng, chúng ta sẽ làm các công đức một cách đầy đủ. Như chúng ta nghe pháp, rồi như chúng ta thực hành pháp, do đó là chính là sự tu tiến, là chúng ta có sự cung kính, chúng ta có sự phục vụ, chúng ta có sự thính pháp, thuyết pháp. Thì chúng ta không thuyết pháp được thì chúng ta cũng thính pháp, rồi chúng ta có thể tùy hỷ công đức, rồi chúng ta có hồi hướng công đức, và chúng ta cải chánh tri kiến do cái sự nghe pháp, do cái sự tu tập của chính mình. Đây là một điều mà tại sao cái chùa nó hiện hữu, đó là cái điều cần thiết để tạo cho người đệ tử có đủ duyên lành, có điều kiện để tiến tu. Một người bởi vì cho nên cái tinh thần khi mà hiểu về cái lời dạy của Phật, ngoài cái chuyện chúng ta có một niềm tin, chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta có một niềm tin, chúng ta có trí tuệ thì chúng ta biết cách thực hiện cái việc làm phước của mình để làm lành, và chúng ta biết cách lánh giữ nó như thế nào. Chứ người ta cứ nghĩ rằng là tôi đã có làm rồi thì hết chuyện, không kể. Tôi cứ kiếm ít phước, ít gì, ai làm tôi cũng làm theo, cho nó khỏi mất công, coi như là mình cũng sẽ không có đầy đủ điều kiện, không có được tốt đẹp ở trong cuộc đời này. Cho nên vì vậy mình cứ làm như vậy, làm kiểu như làm bâng quơ, kiểu làm cái tâm nó hỗ trợ, làm cái tâm nó không có tích cực, cái tâm nó thọ xả, vân vân. Thì như vậy thì chúng ta hơi kém cái quả. Và sự thật là họ cũng không có biết được một cách rõ ràng mình đang làm cái gì. Họ chỉ biết làm phước, nhưng họ cũng chưa chắc là biết rõ ràng cái việc làm phước của chính mình có tường thật. Đó là sự thật như vậy. Bởi vì quý vị biết á, một cái hành động bố thí, cái động cúng dường không dễ dàng gì làm. Đã không dễ làm mà đã làm thì là làm do nhiều cái điều kiện, do cái điều kiện yếu tố khách quan mà chúng ta làm. Có một chúng tôi có thích một bài pháp nói về người có phước mới được làm phước. Ở đây muốn nói rằng người có phước họ mới biết hiểu rõ được cái việc phước của họ làm, và khi làm phước rồi mới có phước. Chúng ta nhớ có được làm phước bởi vì hiểu rõ việc phước. Khi mà người biết là người có phước thì mới hiểu được cái nguyên nhân, hiểu biết được cái nhân quả của cái làm phước, và người đó mới làm và biết rõ mình đang làm phước đó, chính là có trí tuệ đó. Đây là nhân sanh quả vui, đây là nhân sanh quả lành, và làm bằng cái tâm quan hỷ để mà có phước, và từ cho có phước đó họ tiếp tục họ làm phước nữa. Có phước mới được làm phước, cho nên chúng ta làm phước dù lớn dù nhỏ là chúng ta biết chúng ta có phước. Chứ nhiều người không có phước không thể làm phước được. Chú vị nghe thì rất lạ, nhưng điều quan trọng như vậy. Mà ở đây tôi nói luôn, tức là cái phước đó nó thuộc về cái phước Phật, nó thuộc về phước đức, nó thuộc về phước trí. Đặc biệt là người đó có phước Phật, như chúng tôi chứng minh mình có phước Phật, mình mới có mà làm được chứ. Là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai là khi mình làm, còn không á, thì mình bằng cái tư tưởng, bằng tâm tưởng của mình, nó là một chuyện khác. Nhưng khởi cái tâm lên, cái tâm thí lên, nó cũng là một chuyện khó. Cũng như con người mà xử với nhau bằng cái tâm tốt đẹp thì nó rất là khó. Hãy trao cho nhau những gì mà tốt đẹp nhất, ít nhất một cùng ý niệm, một hành động, một lời nói. Đó là cả những bố thí, đó là những việc thí hết. Nếu chúng ta biết cái ý đẹp thì nó sẽ kết quả cái ý đẹp, mà chúng ta không biết, mà chúng ta làm cái ý ác thì nó sẽ ý cái ý ác, và khẩu ác là khẩu ác, mà thân ác là sẽ là thân ác. Cho nên một người Phật tử đi chùa họ làm phước nhiều, nhưng nếu như không nghe pháp, không được nghe pháp, thì họ khó có thể biết rõ cái nguyên nhân của mình làm, hay là họ làm một không có trọn vẹn cái phước được,
chính là phước Phật, phước đức và phước trí một cách trọn vẹn hơn. Thì nếu như mà chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta nên trân quý, chúng ta có thể làm những công đức phước báo mà chúng ta hiểu rõ chúng ta đang làm do cái nhân trí tuệ mà chúng ta khởi sanh lên cái nhân quả của chính nó, thì đây chính là cái điều làm hết sức tốt đẹp. Thì cũng có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung kính từ tòa Nam Mô Bổn Sư ạ. Sa thủ kính trình sự tòa thượng quyền. Bạch sư tôn đức và thưa quý vị, còn vài giây phút sau cùng thì xin được thưa rằng trong thực tế của cuộc sống đó, nếu mà chúng ta nhìn đại khái bên ngoài thì một cái người mà thật giỏi và một người trung bình cũng như một người mà biết đại khái đó thì mới nhìn thật đôi khi khó phân biệt. Ví dụ chúng ta ra đường thấy cả hàng ngàn người lái xe thì khi đang lái xe thì khó phân biệt người nào lái giỏi và người nào không lái giỏi lắm. Nhưng mà thật ra nó có sự khác biệt rất lớn giữa một người biết và người không biết. Lấy ví dụ như là một cái chuyện mà xảy ra rất thường, đó là khi mình chạy đường núi hay là chạy đường tuyết mình bị lạc tay lái, thì trong cái kỹ thuật mà một người mà biết mà có học và có được huấn luyện đó, thì mình lạc tay lái bên phải đó, thì nếu xe mình chạy cầu sau thì mình sẽ quay tay lái bên phải, mà lật tay lái bên trái thì quay cái tay lái về bên trái. Cái bản năng thông thường chúng ta đó là hễ chúng ta lật tay lái về phía bên trái ấy, thì chúng ta quay chiếc xe về bên phải, và hễ lật tay lái về bên phải chúng ta quay lại bên trái. Đó là cái bản năng tự nhiên như vậy. Nhưng mà chúng ta ít khi biết rằng cái cách đó nó làm cho chiếc xe nó bị trượt thêm. Đây là một trong những điều mà chúng ta cần được biết và được hướng dẫn. Nước Mỹ là một nước mà rất là dễ dãi cho người lấy bằng lái, và có thể nói rằng khi mà chúng ta đi sang so với Âu Châu, so với Á Châu đó, thì ở Mỹ là khi mà thi bằng lái là dễ nhất trên phương diện lý thuyết và thực hành. Và có rất nhiều người lái xe được nhưng mà không nắm vững kỹ thuật lái xe, họ không có được huấn luyện bất trường lớp. Không có điều gì ngạc nhiên cho bằng là người ở Âu Châu mà qua bên Mỹ thấy rằng cái người dạy mình lái xe là một tay mơ, một người bình thường hãy lái xe được chỉ người khác lái thôi. Và đôi khi người chỉ cho người khác họ cũng không nắm vững cái luật lái xe được, nhưng mà vẫn đậu, vẫn có bằng lái như thường. Thì thưa quý vị, trong cái đời sống tu tập cũng vậy. Nhìn đại khái bên ngoài thì anh đó hiền quá, chị đó hiền quá, người ta kêu mình là phước thì mình cũng biết là phước. Mình nghĩ như vậy là ổn rồi, đâu có chuyện gì đâu mà phải nghĩ đến chiều sâu. Nhưng mà Đức Phật Ngài nhắc chúng ta là biết về bất thiện chưa đủ. Nếu chúng ta chỉ biết về cái hành động bất thiện, hành động bất thiện như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, vân vân, nhưng mà phải biết về cái căn của bất thiện, đó là tham, sân, si. Tham là cái sự dính mắc, và mình làm cái gì đó mà có sự cố chấp dính mắc. Sân là có cái sự nóng nảy, quán thù, bực bội, và si có sự mờ ám, mê mờ, loạn động, thì do những cái nhân tham sân si đó có vấn đề. Nhưng mà mình biết được là mình có tham sân si chưa biết, chưa gọi là biết bất thiện đâu. Mình phải biết cách trừ cái pháp bất thiện đó nữa. Cũng như mình nói mình biết cái bệnh đó, nhưng mà mình chưa biết thuốc trị bệnh thì gọi là mình chưa hiểu căn bệnh đó. Giống như có một thời gian dài người ta nói là mình biết đó là COVID-19, nhưng mà chưa có pháp trị liệu thì họ nói chưa. Như vậy chúng ta chưa thật sự biết về COVID-19. Thật rất là cần để chúng ta biết về sở hành bất thiện, nguyên nhân bất thiện và cái phương pháp đoạn điều pháp bất thiện. Ở một phương diện ngược lại thì điều lành cũng vậy. Biết cái gì là việc tốt đó, chưa đủ, mà phải biết là cái căn cội của điều tốt đó. Cái căn cội điều tốt rất là quan trọng. Ví dụ như làm phước á, mà làm với vô tham, vô sân, vô si. Vô tham là tinh thần không có dính mắc, vô sân là sự mát mẻ hòa dịu, vô si là sáng suốt trí tuệ đó. Thì cái đó là chúng ta làm thiện, mà chúng ta làm với cái chất của thiện, và cái chất của thiện rất là rõ ràng.
Và chẳng những vậy mà chúng ta biết cách nào để làm sanh khởi thiện tâm và để nuôi dưỡng cái thiện sự. Nếu mà tâm thiện mà không biết cách thì nó cũng không nuôi dưỡng được. Ở bên Mỹ, thưa quý vị, có cái trường hợp như vậy là có những tiệm như là Home Depot, họ bán những cây bonsai. Mình đi ngang thấy rất là đẹp. Và chúng tôi không biết ở tiểu bang khác nhau, sao ở Texas đó, Home Depot họ bán những cái bonsai đó. Mà người nào mà amateur mà bình thường mà không có rành về cây kiểng thì cũng thấy cũng thích mua đem về. Nhưng mà mua đem về để ở nhà một hai tuần lễ nó chết thôi. Tại vì mình mua được cái bonsai nó là một chuyện, mà mình có khả năng để mình nuôi, mình dưỡng nó là một chuyện khác. Nó hoàn toàn nó có đơn giản. Thì thiện tâm cũng vậy, thiện pháp trong đời sống của chúng ta nó rất là dễ bị mai một và rất là dễ bị thối thất. Nó phải là lúc nào mình cũng giữ thiện tâm hết. Chúng tôi để ý như vậy là ở trong một tâm Phật tử mà vào lớp Phật pháp để nghe pháp, để học Phật, thì có nhiều người hỏi chúng tôi lắm. Như họ vô nghe vài bữa rồi họ không tiếp tục học được nữa. Họ cũng ơ hờ lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì ví dụ như nghe nhạc thì nghe lâu được, coi tin tức thì có lâu được, nhưng Phật pháp ngày nào cũng nghe thì tự nhiên mình thấy rằng chắc đủ rồi. Nhưng thật sự chưa đủ để hiểu Phật pháp có chiều sâu, để học pháp. Tức là mình không phải chỉ có bị thầy, không phải chỉ có lớp học, mà bản thân của mình đó, thì mình phải có một cái ý hướng như thế nào đó để mình nuôi dưỡng và nuôi dưỡng cái thiện tâm thiện chí phát triển dài theo thời gian. Ở trong thời kỳ đại dịch này đó, thì có một số vị phát tâm để xin xuất gia, các vị liên lạc với chúng tôi. Mà điều mà chúng tôi lo ngại hơn hết đó, không phải là cái chuyện mà chỗ ăn chỗ ở, không phải là chuyện sinh hoạt, mà vấn đề là làm sao mà những vị này khi mà xuất gia mà đi được đường dài mà có thể lớn mạnh ở trong giáo pháp. Đức Phật ngài hay dùng cái cụm từ là lớn mạnh trong giáo pháp. Lớn mạnh giáo pháp tức là cái cây mình trồng xuống là đúng rồi đó, được rồi đó. Và trồng thì cứ kêu người xuống đào lỗ rồi để phân rồi trồng, nó cũng có thể tốt một vài tháng. Nhưng mà sau một vài tháng đó mà nếu mình bỏ xó đó, mình không biết cách chăm sóc đó, thì cây nó cũng không lớn được. Và việc đó là việc hầu như nó rất chắc chắn và rất thường xảy ra. Và do vậy chúng ta nhớ trong bài học này, một lần nữa Đức Phật ngài nói với thợ mộc. Ở đây dùng cái chữ thợ mộc thì chúng tôi cũng hơi miễn cưỡng. Thật ra ở trong tiếng Anh gọi cái người này gọi là Master Builder. Master Builder tức là cái người bây giờ đó, người Việt Nam gọi là công trình sư. Công trình sư tức là những người mà xây cất những cái cơ building dinh thự lớn, chứ không phải là thợ mộc mà đóng bàn đóng ghế thường. Thì Đức Phật nói với công trình sư Panchanga là bước được điều thiện, điều bất thiện chưa đủ, phải biết về nhân sanh thiện và bất thiện, phải biết cách đoạn trừ bất thiện và nuôi dưỡng thiện pháp. Thì biết như vậy mới gọi là thật sự biết. Vì bài học này là một bài học quan trọng và rất là thực tiễn cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính chuyên chư Tôn Đức đã vào trong để thuyết giảng đảnh lễ với ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn chủ nhiệm Vi ớp xuống hương vi này yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp.
nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya. Con thành kính đảnh lễ tri ân với ngài. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu.